Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. 8 điều không thương lượng để sống thọ của cụ ông 95 tuổi từng là bác sĩ cụ ông người Nhật từng là bác sĩ tim mạch chia sẻ bí quyết giúp có một cuộc đời khỏe mạnh, sống thọ lâu dài. Mika Krips là nhà sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa ở Los Angeles, Mỹ. Ông của cô sống ở Nhật và vẫn khỏe mạnh, vui vẻ ở tuổi 95. Mới đây, Mika đã chia sẻ trên CNBC bí quyết giúp ông của cô sống thọ. Mùa hè này, tôi về thăm ông ở Osaka, Nhật Bản. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với ông và tìm hiểu về những hoạt động giúp ông khỏe mạnh, hạnh phúc. Ông Rizo của tôi là một bác sĩ tim mạch đã nghỉ hưu. Quan điểm sáng tạo, hướng tới cộng đồng và lối sống có mục đích của ông luôn truyền cảm hứng cho tôi. Ông là một ví dụ tuyệt vời về những người già đi một cách duyên dáng. Dưới đây là 8 điều không thương lượng của ông để có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Đi dạo vào sáng sớm. Ông bà tôi là những người dậy sớm, 5 giờ sáng, họ đã bắt đầu đi dạo. Họ thường đi bộ từ 30 phút đến 1 đến 1 giờ. Họ dạo bước trên những con đường mòn miền núi đến thác Mino hay vòng quanh khu phố Ikeda, tập luyện có chủ đích. Sau khi đi bộ, ông tôi thực hiện bài tập luyện phù hợp. Ông bắt đầu bằng giãn cơ, sau đó là một loạt các bài tập rèn luyện sức mạnh và giữ thăng bằng ông cẩn thận lựa chọn các bài tập khác nhau mỗi ngày dựa trên khả năng và nhu cầu của mình để đảm bảo duy trì hoạt động mà không khiến cơ thể quá tải kết nối với người thân qua mạng xã hội sau khi kết thúc tập luyện ông mở máy tính sách tay ra và đăng nhập vào facebook và instagram các nghiên cứu đã phát hiện sự cô lập về mặt xã hội của người lớn tuổi dẫn đến tỷ lệ cô đơn cao đặc biệt ở đàn ông ông tôi có bà tôi giúp nâng cao sức khỏe tinh thần ngoài ra ông cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với mọi người trong cộng đồng bao gồm cả các cháu ở Mỹ qua mạng trực tuyến, viết blog. Kể từ năm 2014, hầu như mỗi ngày ông tôi đều dành vài phút để chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trên blog. Bây giờ, ông đã có hơn 1.000 bài viết. Chúng ta rất dễ mất đi động lực khi không nhìn thấy kết quả ngay lập tức, nhưng blog của ông tôi là lời nhắc nhở hữu ích về giá trị của những hành động nhỏ và nhất quán. Sáng tạo nghệ thuật Hàng ngày, ông đều ngồi vẽ chân dung của mình. Ông cẩn thận phát thảo từng đường nét, sắc thái và chi tiết, sử dụng thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân. Trong một thế giới mà chúng ta thường xuyên vận động, việc nhìn thấy ông dành thời gian để sống chậm lại và hướng nội đã thúc đẩy tôi làm điều tương tự. Dành thời gian cho sở thích mới. Trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, ông tôi bắt đầu làm vườn sau khi ngắm những loài hoa và cây cối mà ông nhìn thấy khi đi dạo. Theo gợi ý của vợ, ông tôi bắt đầu chơi sáo vì ông nghĩ rằng sẽ giúp ích cho việc thở và nuốt của mình. Không bao giờ là quá muộn để học các kỹ năng mới. Tôi thích cách ông tôi luôn cởi mở, đam mê phiêu lưu, tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ để khơi dậy trí tò mò và không bao giờ sợ thất bại. Chớp mắt nhiều lần. Sau khi vận động, ông tôi đảm bảo nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhiều lần mỗi ngày. Ông thường ngủ nửa, ngủ nửa tiếng vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng và ngủ lần nữa vào buổi chiều khi đọc sách. Sự tự nhận thức của ông về việc khi nào nên nghỉ ngơi là yếu tố chính góp phần kéo dài tuổi thọ của ông. Ăn uống thoải mái, Ông tôi thực sự tận hưởng những thú vui trong cuộc sống, bao gồm thưởng thức thịt đỏ, phô mai và uống rượu vang hảo hạng. Ngoài ra, bà tôi cũng luôn chuẩn bị các bữa ăn kiểu Nhật với nhiều loại rau nấu tại nhà. Trong khi các tiêu chuẩn phương Tây có thể coi một số lựa chọn ăn uống của ông không lành mạnh thì sức khỏe tốt của ông ở tuổi 95 là minh chứng cho thực tế rằng có nhiều yếu tố khác nhau góp phần kéo dài tuổi thọ và sự cân bằng có lẽ là quan trọng nhất. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.